Xe thì thực sự chưa đăng lên YouTube nhưng mà đã có anh em đến mua rồi nha bà con. Thì anh em bà con thấy không, đây là một cọc tiền khách vừa mới đặt cọc này. Em không có tiện quay gần khách khách mặt khách hàng nha, nhưng mà rất là cảm ơn khách hàng ở Bình Thuận, Phan Thiết đã đến tại ô tô của anh mua và xem những chiếc xe bên ô tô bên em nhé. Tôi chạy nha. Đây là chiếc xe Toyota nhá anh em. Xe Toyota. Anh em thấy mắt Toyota không? Giá cực rẻ luôn, có 88 triệu nha anh em. Mâm đúc luôn ha. Có 88 triệu mà mâm đúc luôn ha. Mâm này. Mâm nguyên zin luôn ha anh em. Vỏ này còn mới tinh. Và cái đường nét của xe anh em nhìn nè. Ha. Còn rất là nét nha. Rất là nét. Một cái nhãn hiệu Toyota mà giá chỉ có 88 triệu nha anh em. Anh em nào mua thì hãy liên hệ ngay nhé. Đăng kiểm thì còn dài luôn. Tháng 3 20 ha. Xe thì nước sơn bóng lưỡng nha. Nội thất bên trong thì không thiếu một cái gì hết anh em. Anh em nhìn nè. Cái màn hình nè. Cái màn hình này không là anh em đi mua là 2 triệu nha. Màn hình Việt Mát á. Ở đây túi khí này nè. Túi khí chưa nổ nha. Ở đây là cái túi khí chưa nổ luôn. Và vô lăng này. Đó, được chủ nhà bọc cái vô lăng rất là xịn. Xe thì remote đầy đủ hết. Đó, kính bấm và ghế da toàn bộ nha. Đó, anh em nào mua thì liên hệ ngay nhé. Xe này là xe nhập từ Đài Loan nha anh em. Đó, xe nhập luôn từ Đài Loan. Và anh em nào muốn mua thì hãy liên hệ ngay nhé. Để được giao xe, giá chỉ có 88 triệu thôi nha. Đây là một người khách. Thấy máy êm không? Êm hơn là chiếc Nubira thấy không? Mà nỉ nữa không? Nỉ zin không? Nỉ zin nữa có giá trị nha. Nhìn cái xe là đúng, biết là đúng xe nhà ta đang đi luôn, hàng ngày luôn. Mới đổ nhớt hay sao? Nhớt thì nhớt. Lâu ngày quá không rửa nó vậy. Anh nhìn thấy cái chỗ này là biết nó bụi, nó bám cái này là biết rồi nè. Đâu phải là ngày nào mình cũng ngồi mình lau đâu. Mình đâu phải là cái dân để bán xe chuyên lừa người ta đâu mà mình lau rồi đó. Thầy có phép khôn luôn hả? Đó. Sao con thầy phép khôn, mình thằng con nè. Thằng con mà, kêu là thích. Còn mấy cái này á, đừng có quan tâm. Nếu mà em mà thật sự mà muốn lừa mấy anh á, là ngày nào em cũng lâu hết. Anh ngồi lâu là mấy anh tới mua xe lúc nào cũng vẫn lừa hết. Còn cái này chẳng qua là cái xe nó là sao để đi về bụi nó còn nguyên rồi ha. Ừ, 16 cái van á. 16 cái van. Rồi 16 cái van.